Rồi Hải Đăng xin chào anh em nha. Hôm nay bãi thì cũng mới vừa dậm sơn dàn gầm cũng xong một con DX đây, DX 55 đời 2.9. Đây là sau lưng mình đây. DX 55 đời 2.9. Đó. Thì cũng dậm cái dàn gầm người xong thì đi quay cho anh em coi luôn. Bây giờ mời anh em bây giờ chi tiết ha. Bánh lốp ở đây thì rất là nhiều. Thì con này mới dậm xong cái dàn gầm, dặm tốt xong dần quay cho anh em coi luôn. Đồ san đấy 55 đời 2.9 nè. Rồi mời anh em. Đây là con đôi san 55 để 55 đời 2.9 đây nè. Con này đời 2.9 nè. Thì mình sẽ quay chi tiết cho anh em coi giống như con mọi con xe khác thôi. Để 55 nè, để 55 đời 2.9 nè. Đó, anh em nhớ là xe này là xe qua sử dụng rồi nha. Còn con này thì đặc biệt là bốn cái lớp là còn mới tinh luôn, miễn bàn tới luôn nha, bốn cái lớp là còn mới tinh. Và cái dàn khung gầm của nó, dàn khung gầm là có dặm sơn tí ti lại nha. Cái nào mà dặm thì mình nói dặm, cái nào không không nó rõ ràng nha. Gầm sơn thì có dặm tí ti lại nè, bao đám em là mâm không rơ không nhịp nè. Gầu thì còn đẹp nè, bà gác gầu thì làm rồi nè, đường búa có sẵn luôn nha, nhưng mà không có tháo lắp nhanh nha nè, không có tháo lắp nhanh. Bốn cái lớp, có một cái này là nó hơi mòn một xíu nhưng mà vẫn là lớp tay, lớp xịn nha. Đây cầu trước, cầu trước cầu sau lắm một số đồ nữa, sạch sẽ gô ráo mới tinh đẹp đẽ luôn, quá đẹp luôn. Gô ráo nhất nhà rồi. Cái này thì mình cũng xin nói với anh em luôn, để sau anh em nào tới coi xe rồi lại nói này nọ. Có nghĩa là cái con này là mâm quay, mâm quay thì đã mâm quay thì lúc mua về thì nó đã rơ rồi, cho nên làm lại mâm quay nha. Mâm quay có làm lại rồi đó, làm lại trên Long Đợt Việt Nam đó. Cái gì có cái gì thì nói rõ ràng cho anh em biết luôn, chẳng phải giấu giếm gì hết đó. Xe là xe chuẩn hàng luôn nghe nha anh em, xe là xe chuẩn Hàn Quốc luôn chứ không phải là xe Trung Quốc nha. Anh em lên trong nghề thì coi nhìn kỹ đó, cái đấy lẫn lộn đó là xe Trung Quốc đồ là không được nha, là xe chuẩn hàng luôn nha. Để mình dỡ cái máy lên coi. Đây máy móc là mới chát luôn đó, máy bơm là còn mới chát zin đét luôn, còn nguyên sơn máy móc cũng không có dấu hiệu mà sơn lại hay là làm lại được gì hết nha, còn nguyên zin hết luôn nha, máy móc là còn nguyên zin nè. Bộ giảm nhiệt là vẫn còn luôn nè, nó mất cái lớp ngoài rồi, còn cái lớp mà giảm nhiệt ở trong nè. Rồi bơm là cũng còn nguyên zin, ống biết dình từng cái ống luôn, dình từng cái ống luôn chứ chưa lô cái gì hết luôn nha. Thì mình đã nói rồi, các cái dòng xe bên đây là xe đã qua sử dụng rồi nhưng mà nó còn 80-85% nữa nha. Đợt trước thì có một con cũng còn một DX55 nhưng mà nó là đời 2007, còn con này là đời 2.9 cabin xéo rồi nha anh em.
rất là đẹp luôn. Rầm bờ thì có, rầm bờ thì có tút tết lại chút xíu đây cho anh em coi lát luôn. Đúng đời 2 ly 9 luôn nha. Rồi điều hòa đều đồ là có đầy đủ luôn nha. Để mình đi vòng vô cái đây cần thiết rồi là còn vẫn còn nước sơn zin nha. Cần không có dặm nè, chỉ là rửa sút lại sạch sẽ chứ không có dặm nha, chỉ có dặm lại cái khung gầm thôi. Và hai cái kiếm này có dặm lại nè. Vô cabin coi. Đây xe là xe chuẩn hàng, điều hòa máy lạnh là zin của xe luôn, không độ không chế, cabin còn sạch sẽ đẹp quá trời luôn. Đó, tất cả đồ đạc còn liền. Nhà em này vẫn còn là xài motor ga nha nè. Đây vẫn còn xài motor ga luôn nha. Mà cái dòng motor ga này anh em thích thì xài, không thích thì cắt bỏ, xài ga cơ bình thường không sao hết. Đồ đạc trong cabin rất là liền rạc, rất là đẹp luôn. Mà mình cũng xin nói là bây giờ mình quay những cái con xe này, con nào thuận tiện thì mình sẽ nổ máy đồ test cho anh em coi luôn, còn không thì mình cứ quay chi tiết hết cho anh em coi xong rồi á, là anh em khi nào anh em cần, thật sự cần xe này thì mình cứ cho địa chỉ, anh em cứ tới đây coi xe và test xe trực tiếp hay hơn ha. Tại vì hồi giờ là mình cứ test cho anh em coi được nhiều, mất công test rồi anh em lại nói mình test sau này test không kỹ rồi test này nọ dối trá rồi mình không thích, cho nên mình không có test nữa. Đó, mình quay chi tiết cho anh em coi xong rồi cái là anh em mà nhà ấy thì cứ tới đây tới đây rồi coi xe rồi test xe trực tiếp chính tay anh em test luôn cho nó dễ. Mình biết chất lượng cái xe được, còn mình không test nữa ha. Rồi bánh lốp 55 để 55 đời 2 ly 9 nha. Con này là còn tới 85% nữa. Máy lạnh điều hòa đầy đủ không thiếu gì hết. Mà xe thì còn rất nhiều, rất đủ loại nha. 05 rồi 025 Vinh Đồng Vinh Đai rồi ha. Rất là nhiều luôn. Anh em cần dòng nào thì cứ liên hệ với mình nha. Liên hệ số điện thoại luôn để trên màn hình cứ alo thôi. Tất cả các dòng từ 025 đến 05 nha. 07 Hyundai, Dosan, Sola, Volvo là đủ kính thưa các loại luôn nha. Tại vì anh em cứ liên hệ trực tiếp mình nha.